Nhâm xin chào tất cả các anh cần thủ nha. Và quay trở lại video 1139 hôm nay. Thì nhà em vừa về được phụ kiện một cái giỏ để các anh đựng cá lóc nha. Đây, cái giỏ này mình đựng cá khi mà đi câu nè các anh. Với lại một cái thùng phụ kiện. Đây là mồi câu, mồi câu Fly. Rất là nhiều mồi luôn nha các anh. Rất là nhiều mồi cho mình. Và ở bên này thì em có cước nha, combo cước. Và đặc biệt ở đầu video thì có một con máy siêu êm mượt nha các anh. Size để đánh lua, size 3000. Máy này thì em sẽ lên đầu video cho các anh nha. Máy đẹp chỉ có một con duy nhất thôi nè, các anh xem sớm chút sớm nha. Và cần thì hôm nay em có cần câu tay carbon lóng dài ạ. Cần câu tay carbon lóng dài, chiều dài sẽ từ là 2m4, 2m7, 3m, 3m6 này. Và tới 4m5, 5m4, 6m3 luôn nha các anh. Và dài nhất sẽ là một cây 9m của NFT. Cái này là dòng cần săn hàng nội địa Nhật nha. NFT 9m. Và cuối video thì em có cây cán vợt carbon này. Với lại một cây cần câu tre nha các anh. Câu cha dầu, cha bò đánh săn hàng dịch vụ. Cái này nó tải mồi rất là cao nha, tải tới 4-5 bi luôn. Chi tiết thì em lên cuối video cho mình nha. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Đơn máy và phụ kiện thì là 30.000 nha các anh. Và em xin phép trước luôn là đối với những đơn phụ kiện, những cái đơn như là cước này, đây đơn phụ kiện này thì em bán lấy tương tác thôi. Nên là đơn từ 500 trở lên thì em hỗ trợ phí ship nha các anh, hỗ trợ phí ship. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi ở bên góc trái màn hình 0933111365 ạ. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh một con máy câu nha. Máy này là máy size 3000 ạ. Máy size 3000 để đánh lua nha các anh. Về vòng tua thì nó là 5.2, vòng tua cao nha. Cái tốc độ thu dây của máy rất là nhanh ạ. Và máy này mới ken luôn nha các anh. Mới ken luôn 95-97% luôn nha. Cái cối này khi em xoay này cái tiếng kêu rất là bén nha các anh. Dạng cối sóng, gạt cối sóng này và gạt trước cực kỳ chắc chắn luôn, con lăng vẫn còn sáng đẹp, không lỗi lầm nha các anh. Nhận hàng bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Nó có chế độ phanh nhanh cho mình nha, máy rất là êm mượt luôn, không hề lỗi lầm gì hết nha các anh. Và có thể đảo chiều tay quay bên trái hoặc là bên phải đầy đủ hết, không sao không lắc, bao mọi lỗi lầm. Và mã số 1 nha các anh, mã số 1 máy này có giá là 550.000, máy câu mã số 1 nha, giá sẽ là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 2 nha các anh. Số 2 thì em có cước của dòng Team Dawa nha. Team Dawa, cái cước này thì năm trước em cũng có bán là các anh mà theo dõi kênh em lâu á thì chắc cũng là trải nghiệm cái lô hàng năm trước của em rồi. Năm nay thì mới về hàng lại nha các anh. Đây là Team Dawa. Đường kính dây là 0.30mm nha. Đường kính dây 0.30mm và thông số tải cá của nó sẽ là 7kg nha các anh. Thông số tải cá 7kg. Nếu mà các anh muốn dùng cước size to hơn á thì mình cứ liên hệ em nha. Em có một cái loại nữa là 0.45 với lại 0.55 nha các anh. 0.45 và 0.55. Này còn bé nhất thì là 0.30 nha. Hai loại kia thì thông số tải cá nó cũng sẽ cao hơn luôn các anh. Cái sợi cước này rất là dai nha, cực kỳ dai luôn. Một cuộn như này là 100m dây này. Và em bán combo 3 cuộn. Combo 3 cuộn như này giá chỉ có 99.000 thôi nha các anh. 99.000 combo 3 cuộn. Cứ tìm đa qua, đường kính dây 0.30mm ạ. Combo 3 cuộn có giá là 99.000. Em có 3 size luôn nha, nào muốn lấy size nào cứ inbox em, đồng giá hết cho mình. Mã số 2 nha các. Mã số 2 giá là 99.000. Và tiếp theo mã số 3 nha. Số 3 thì được về được cái cước con rùa nè các. Toto cước con rùa nha. Chiều dài, chiều dài mỗi cuộn này thì nó về nó không ghi thông số này các, cho nên là em bán giá mù cho mình nha. Thì bình thường cũng là 50m hoặc là 100m cho một cuộn này, 50 cho đến 100m một cuộn như này nha. Và em có combo là 10 cuộn này thì ít nhất thì các anh cũng sẽ được là 500m dây, ít nhất là 500m dây nha. Đường kính dây cái này nó không ghi đường kính dây, mà size cước thì là size 4.5 nha các. Đơn ngâm câu lan xê sông hồ, cả chim cả chép cân tất hết nha. Ta 4.5, tải cá thì 6,5kg nha các, 6,5kg. Và combo 10 cuộn như này giá chỉ 99.000. Combo 10 cuộn này giá chỉ 99.000 nha các. Mã số 3 ạ, mã số 3 99.000. Và tiếp theo đây là mã số 4 nha các. Số 4 cũng là cước con rùa luôn. Và được chiều dài thì em cũng bán giá mù luôn nha các. Thì nó khoảng tầm là ít nhất thì cũng được 500m cho mình. Ít nhất được 500m dây. Size cước là size số 5 ạ. Size số 5 và thông số tải cá thì tới 18kg nha các. Tải tới 18kg cá. Này, một cuộn như này là 10 cuộn. Một lóc như này là 10 cuộn cước nối liền với nhau hết ạ.
một lốc như này 10 cuộn được nối liền với nhau hết luôn. Và mã số 4 combo này cũng 99.000 nha các. Mã số 4 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 thì em có một cái giỏ như này để canh đựng cá khi mà mình đi câu nha. Thì tùy thể loại canh câu thôi. Nói chung là cô lúa em thấy cái giỏ này rất là tiện luôn các. Này, khi mà mình câu á, thì bỏ cá ở trong này nè các, nó có những cái lỗ thoát khí như này nha. Em bán cái giỏ đựng cá này là có giá là 250.000 nha, mã số 5 có giá là 250.000 cái giỏ đựng cá nha các. Và tiếp theo mã số 6, số 6 có rất là nhiều mồi luôn, đa số là mồi Fly nha. Mồi Fly đã canh câu mương suối thì cực kỳ phù hợp này. Em mời các xem. Trong cái hộp này sẽ là lưỡi câu nha các. Đây lưỡi câu. Có lưỡi màu trắng, có lưỡi màu gold rất là đẹp luôn ạ. Nè, lưỡi màu trắng, lưỡi màu gold. Cái hộp này phải tầm 50 lưỡi nha các. Ít nhất phải tầm được 50 lưỡi. Đấy, nó có một cái hộp sẵn như này đã canh đựng lưỡi luôn. Trong này có gì thì em sẽ review hết nha và gửi kèm đầy đủ cho các. Đây là thẻo ạ. Thẻo câu của hãng Genmax nha các. Genmax. Nó rất là nhiều nha. Giờ này em không có thấy ghi thông số. Đây là thẻo Genmax nha các. Thẻo này thì nó có ngạnh ở đầu lưỡi và có ngạnh ở bên phần thân này luôn nha. Lưỡi sử dụng là dạng lưỡi gôn ạ. Dạng lưỡi gôn cũng là thẻo nữa này. Và đây là cái hộp lưỡi câu. Một cái hộp lưỡi câu như này. Các anh có thể dùng cái hộp này để mà mình đựng thẻo, đựng phụ kiện của mình này. Tô may da ban, tô may nội địa nhập. Và một cái hộp mồi Fly nha các. Hộp mồi Fly. Và có một cái hộp mồi Fly nha các. Đây là hộp mồi Fly của hãng Cortex ạ. Cortex thì chuyên về Fly rồi. Các anh chơi dòng này thì cũng biết này. Và nó có rất là nhiều con mồi nha các. Và được chia ra ghi tên đầy đủ như này luôn. Hộp mồi của hãng Cortex nha các. Và bên trong này thì cũng còn rất là nhiều hộp mồi, em sẽ giới thiệu từ từ nha. Đây là mồi ruồi nè các, mồi ruồi. Hai bên luôn nha, hai bên như này. Để các có thể dùng để câu, câu xong rồi mình có thể bù sẵn rồi mình gắn ở trong cái hộp này nha các. Rất là tiện lợi luôn, hộp đựng mồi. Và tiếp theo này, bên dưới này. Cũng là mồi luôn nha các. Là mồi câu luôn. Cái này các anh về mình thay lưỡi là được ạ. Mình thay lưỡi rồi mình sử dụng thôi nha. Vì lưỡi theo năm tháng này nó sẽ bị reset các anh. Để mình về mình thay lưỡi là câu ok. Này có những cái gói mồi nhỏ như này nè các anh. Những cái gói thẻo. Gói thẻo người ta đã buộc sẵn cho các anh đây. Thẻo gold này, Yamabusa. Lưỡi câu của Kamakatsu. Thẻo Hayabusa. Rất là nhiều phụ kiện ở trong này. Bên này như cũng là thẻo luôn này các à, cũng là mồi câu luôn này. Mồi rùi câu Fly luôn. Em quay trong video như nào á, thì em sẽ gửi như vậy cho các anh nha. Nào mình nhận hàng vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Không lỗi lầm nha, như trong video, video quay như nào gửi canh như vậy ạ. Và tiếp tục là cái hộp mồi rùi nè các, hộp này hộp cuối cùng nha. Rất là nhiều hộp mồi cho mình luôn ấy, combo này rất là nhiều. Cũng phải 7-8 hộp mồi nha các, 7-8 hộp mồi. Và nguyên cái combo này có giá là 1.150.000 cùng nha, mã số 6 1.150.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh những mẫu cần nha. Đầu tiên thì em có một cây cần câu tay. Đây là một cây cần câu tay dạng cần rút nha các. Cần câu tay dạng cần rút. Cái này thì hàng giá tầm trung thôi. Để các anh mới tập câu này mình có thể trải nghiệm nha. Tập câu mình trải nghiệm dòng này ok ạ. Chiều dài của cần là 2m4 nha các. Chiều dài cần là 2m4. Và cây này nó có độ cứng là 3.5H, đọt cực nảy luôn các. Đọt rất là nảy. Độ cứng 3.5H các bạn ạ. Chiều dài 2m4 và đọt cần 0.6 ly, trọng lượng là 82g. Cần câu mã số 1 ạ. Mã cần số 1 và giá cần là 190.000. Cần câu mã số 1 nha các. Cần này có giá là 190.000.
Tiếp theo mã số 2, cần câu tay carbon, chiều dài cây này nó sẽ là 2m7 cho mình ạ. Chiều dài còn 2m7 nha các. Phôi carbon xoắn toàn thân này, nó xoắn dạng xoắn gân luôn nha, mình có thể thấy được cái gân xoắn của cái phôi carbon luôn các. Phần cánh tay cầm thì được cuốn chỉ như này, cầm cực kỳ chắc tay ạ. Có 3 lóng nha các. Có 3 lóng, carbon xoắn gân rất là đẹp này, chiều dài 2m7 nha. Là lóng ngọt. Ngọt nguyên zin nguyên bản, không hao hụt, không lỗi lòng. Với lại cây này cũng còn đẹp lắm các. Độ mới 90-95%. Độ cứng thì là 3.5 cho đến 4H ạ. Và đo 0.8, trọng lượng 68g. Dòng này chuyên rô giết, mương suối đều ok hết. Cần câu mã số 2. Mã cần số 2 và giá cần là 590.000. Cần câu mã số 2. Giá cần là 590.000 nha các. Và tiếp theo mã số 3 thì có một cây 2m4 nha. Cần câu tay 2m4 dòng Vaniwa này. Vaniwa. Cái này cũng carbon xoắn toàn thân luôn. Và nó có một cái phần cán tay cầm á, thì cũng được quấn chỉ nha các. Cán tay cầm cũng được quấn chỉ. Đó sẽ là 0.8 ly. Còn 0.8 ly. Ra cũng thẳng nha. Cứng 3.5 đến 4H ạ. Ngọn ra thẳng tưng luôn. 3.5 4H. Và mã cần câu số 3. Trọng lượng là 65g nha các. Mã cần câu số 3 và giá cần này là 590.000. Cần câu mã số 3, giá cần 590.000 ạ. Và tiếp theo số 4. Số 4 thì có một cây 3m6 nha các. Cần câu tay Sariu, chiều dài là 3m6 ạ. Cái này phô của nó cũng là carbon nha các. Và cần có tổng cộng là 4 lóng. Tổng cộng 4 lóng phô carbon. Độ cứng thì là độ cứng 3.5 cho đến 4H ạ. Độ mới đạt 90%. Ta xem những cái lóng bên trong này, mới ken luôn, rất là sáng, rất là đẹp nha các. 36 độ cứng 3.5 đến 4H. Và đạt là 0.8 ly, trọng lượng 128g. Còn câu mã số 4 nha. Mã cần số 4 giá cần 500.000. Mã cần số 4 giá cần 500.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 còn có một cây 4m5 nha các. Và cây này có chiều dài là 4m5 nha các. 4m5, còn câu tay carbon. Đọt cần sẽ là 0.7 ly ạ. Là 0.7 ly. Cái này thì phôi cũng là phôi carbon xoắn luôn nha các. Màu sơn màu xanh nè. Phôi cần phôi carbon xoắn đẹp. Chiều dài là 4m5. Đọt cần 0.7, trọng lượng 150g. Còn câu mã số 5 nha. Mã số 5 và giá cần là 590.000. Mã cần câu số 5. Giá cái này là 590.000 nha các. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 là một cây carbon pano, chiều dài 5m4 ạ. Cần câu tay carbon pano 5m4. Phô của nó sẽ xoắn dạng màu xanh rêu nha các. Để xoắn màu xanh rêu như này, để không lỗi lầm nha. Xoắn xanh rêu nè các. Carbon đẹp, cần không lỗi lầm ạ. Chiều dài 5m4. Và đọt cần này là đọt 0.7 ly cho mình nha. Đọt cần 0.7 ly. Mình xem. Đọt 0.7 ly này. Màu nước sơn vẫn là màu xanh rêu nha các. Cần zin nguyên bản, không lỗi lầm. Đọt 0.7, trọng lượng của cây này nó là 190g. Và độ cứng là 3.5 cho đến 4H ạ. Những cái này thì đảm bảo là cần ra thẳng nha các. Không có võng. Các muốn xem video ra cần cứ inbox em nha. Em sẽ gửi thêm cho các anh xem. Mã số 6 giá là 750.000 nha. Mã số 6 750.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7 nha các. Số 7 sau một cây cần câu tay 5m4, cần Hàn Quốc xuất nhập nha. Cần câu tay 5m4, made in Korea nè. Và thông số ngọt của cây này nó là 0.7 ly. Cần ra cũng thẳng lắm nha các. Cây này 4H. Ngọt 0.7. Còn trọng lượng là 206g. Phô carbon dài nha. Phô carbon dài. Mà các xem nè. Cần câu tay carbon lỏng dài. Cần Hàn Quốc xuất nhập, chiều dài 5m4 ạ. Xoắn toàn thân nha các. Không lỗi lầm. Chỉ có xước sơn theo năm tháng thôi ạ. Mà xước sơn thì nó là cái lớp ở bên trên bề mặt như này. Không có ảnh hưởng đến phôi lóng nha các. Không ảnh hưởng đến phôi lóng. Không ảnh hưởng đến chất lượng của cần nha. Và cây 5m4 này có ngọn là 0.7 ly, trọng lượng 206g. Cần câu mã số 7 nha các. Mã cần câu số 7 và giá cần sẽ là 690.000. Cần câu mã số 7, giá cái này là 690.000 ạ. Và tiếp theo số 8. Số 8 là một cây NFT carbon rod, chiều dài 5m4 ạ. Còn câu tay carbon lóng dài nha các. NFT carbon rod. Cánh tay cầm được quấn chỉ vào quấn dây mây này. Nó có một cái nút cao su nha các. Có một cái nút cao su.
và nắp chụp đi kèm đầy đủ luôn, nắp chụp túi đựng cần. NFT 5m4 và ngọn cần là 0.7 ly ạ. À. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng thì là 124 g nha các. 124 g đọt 0.7. Carbon xoắn đẹp không lỗi lầm nha. Ngoại hình cây này thì còn tầm 85 đến 90%. 85 đến 90% ạ. À. Nhận hàng các anh được kiểm tra hàng thoải mái, là mình vui lòng kiểm tra giúp em. Những đơn đã chuyển khoản hoặc là ship code thì cũng kiểm tra hết nha các. Và thông số ngọn 0.7, trọng lượng 124 g. Cần câu mã số 8. Mã cần số 8 là FT và giá cần này là 680.000. Cần câu mã số 8 nha các, giá là 680.000 ạ. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì có một cây 6m3. Cây này thì 4 cho đến 5 h nha các. Đầu của nó ra rất là thẳng luôn, thẳng tưng, không có lỗi lầm gì hết. Nó có một cái nắp chụp gỗ đi kèm này. Cần 6m3, đây là hàng Nhật bãi về nha các. Nhật bãi về, 6m3, đọt nguyên zin luôn. Đọt nguyên zin nguyên bản của cần. Carbon xoắn từ lóng ngọn nha các. Nguyên zin nguyên bản của cần, xoắn từ lóng ngọn. Chiều dài 6m3, cứng 4 cho đến 5h ạ. Và đọt là 1.2 ly. Là 1.2, trọng lượng thì là 264 g nha các. 264 g cái này. Còn câu tay săn hề nha, bảy này các anh có thể sâu trôi này, trôi chép, săn chấm đều ok hết. Hoặc là săn mì tự nhiên nha các, còn rất là khỏe luôn, ra còn thẳng tưng à. Đồng 1.2, trọng lượng 264 g. Còn câu mã số 9. Mã số 9 và giá cái này là 1.050.000, 1.050.000, còn câu mã số 9 nha các. 1.050.000 ạ. Mã số 9. Và tiếp theo là mã số 10 nha các. Số 10 thì có một cây Olympic. Cây này thì nó vẫn còn full hợp này. Full hợp với lại túi ở bên trong luôn nha các. Cần thì mới cây ngúa. Cây này nó mới 90-95% luôn. Có cái túi Olympic này. Chiều dài là 4m5 nha. 4m5. Độ cứng 4-4.5h. Cây này ra thẳng tưng luôn các. Các muốn xem video ra cần á, inbox em gửi cho xem nha. Ra thẳng tương luôn, không hề bỏ một tí nào. Bảy này các anh đánh chép trôi, cầu cái giết thoải mái. Đọt là 0.7 ly, còn gốc là 15.4 ly, trọng lượng 130 g. Còn nhẹ nhưng mà rất là thẳng nha các anh, thẳng tương luôn, không hề bỏng tí nào. Olympic có tem vàng đầy đủ, phôi carbon xoắn. Đọt nguyên zin nguyên bản này, còn không lỗi lầm nha các anh, không lỗi lầm, không hao hụt. Nóng thứ hai cũng là carbon xoắn đi nha. Nóng hai cũng là các bạn sẵn không mình mà các xem này. Còn rất là đẹp nha, các muốn xem chi tiết cứ inbox em sẽ gửi thêm cho các anh tham khảo. Phần đẹp không lỗi lầm, chiều dài là 4m5, độ cứng 4-4.5h. và mã cần câu số 10, cây Olympic 4m5 này có giá là 930.000, 930.000 cây mã số 10 nha các anh. Tiếp theo mã số 11. 11 thêm có một cây cần hai đọt của hãng Suyumi ạ. Một cây cần hai đòn nha các anh, cây này các anh có thể vì câu đơn này, câu đơn, câu bè, đánh ngâm đều thoải mái hết. Chiều dài là 2m1 và một đọt cứng 25, một đọt cứng 30 nha các anh. Một đọt cứng 25, một đọt cứng 30. Chiều dài 2m1, dòng này là dòng cần sưu tầm khoảng Suyumi nha các anh. Mới ken luôn, rất là đẹp, có tem vàng, vi kèm đầy đủ hết. Và phôi là carbon, màu nước sơn giả trúc. Phôi carbon màu nước sơn giả trúc ạ. Đọt đặt hết nha, chịu lực tốt cực kỳ luôn. Một đọt cứng 25, một đọt cứng 30. Bát Fuji stainless dạng bát gập ạ. Và cái phần cán tay cầm nữa các, dạng cán mái chèo. Cán tay cầm, cán mái chèo nha, Suyumi 2m1. Và cần câu mã số 11 ạ. Mã cần 11, cây này có giá là 1.250.000 nha các. 1.250.000 cho tay cầm hai đọt này nha. 1.250. Và thông số ngọt, một ngọn là 1.7 ly, còn một ngọn là 1.8 nha các. Một ngọn 1.7, một ngọn 1.8, trọng lượng 230 g. Mã 11 1.250.000 ạ. Tiếp theo là số 12. 12 thì có cây NFT 9m hàng đẹp nha các. NFT NF Advent dài 9m ạ. 9m có nắp chụp này. Cái này nó có nắp chụp với lại nó có cả túi zin đi kèm luôn các. Độ mới bên trong thì không phải bay, mới ken 90-95. Cây này là dòng carbon cao cấp cho nên là nó vừa cứng mà vừa nhẹ nha các. Vừa cứng vừa nhẹ cây này. 90-95%, dài 9m và độ cứng sẽ là độ cứng 6h ạ. 6h trở lên. Còn ra thẳng không võng nha các.
chín mét ra thẳng tương luôn, không có võng. Kết hợp với câu ghề này, bãi đá hoặc mình đánh săn hàng, câu biển đều ok hết ạ. Đầu vô thì nguyên zin nguyên bản luôn nha các, xoay 360 độ chống xoắn dây, đầu zin nguyên bản không có lỗi lầm gì hết. Chín mét của NFP và đọt cần là 1.6 ly, trọng lượng 310 gram nha các, 310 gram rất là nhẹ cây này luôn. Phần cánh tay cầm này sẽ được làm nhám, cầm rất là chắc tay. Và giá của cây cần này là 2 triệu 650 nghìn nha các, có tem vàng đầy đủ, 9 mét độ cứng 6H, giá là 2 triệu 650 nghìn, có túi có nắp chụp zin đi kèm mã số 12. Tiếp theo số 13, 13 là một cây cần 2 khúc Secret chiều dài 2m4 ạ. 2m4 và cây này nó có độ cứng 80 nha các, cứng 80, 80 đến 100 là cứng tầm 90 cho mình nha, cứng tầm 90. Secret 2m4, cây này là một cây còn hai khúc phíp tuyển nha các, phíp tuyển đẹp keng luôn, đảm bảo hàng đến tay các anh như trên video nha, không một vết xước, cây này rất là đẹp ạ, không một vết xước luôn các anh. Bắp thì sử dụng là dạng bắp Fuji FS7 bắp gập, cánh tay cầm được quấn chỉ và đọt là 2 ly 2, trọng lượng 362 gram. Đọt 3.2 ly, dàn khoen lọ sứ trắng nha các. Khoen lọ sứ trắng, 2m4, độ cứng 90 ạ. Và mã cần câu số 10, mã số 13 nha, cần câu mã số 13. Cái này sẽ có giá là 350 nghìn nha các, giá đang được sale nha, 350 nghìn ngay này thôi. Giá cũ là 450 nha các. Giá quá hời cho một cây 2m4. Độ cứng cao này với cả còn đẹp keng nữa các, không có xước xát gì luôn. Mã 23, mã 13 nha, giá là 350 nghìn. Tiếp theo số 14 thì em có một cây cán vợt carbon, chiều dài cây này nó là 4m2 và sử dụng phô carbon xoắn vảy cá hai da đẹp ạ. Và cây này sử dụng phô carbon xoắn vảy cá hai da toàn thân luôn nha các. Carbon xoắn vảy cá hai da toàn thân này. Tất cả các lóng luôn nha. Tất cả các lóng. Và nó sẽ xoắn tổng cộng là 6 lóng cho mình ạ. Đầu ren thì sử dụng ren 11 nha các. Đầu ren 11, cái này nó ra cực kỳ thẳng luôn, thẳng tưng, rất là chắc chắn. Các anh có thể vớt cá này, móc bèo hoặc là mình hái trái cây đều được hết nha. Cán vợt carbon dùng rất là đa dạng. Đầu ren là ren 11 và trọng lượng là 480 g, mã số 14 nha các anh. Mã 14, cây này vỏn vẹn 75 cm thôi, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Mã 14 giá là 600.000 nha các, 600.000 mã số 14 ạ. Và cuối cùng mã số 15 thì em xin phép giới thiệu đến các một cây cần cực kỳ cao cấp nha. Cây này là cần săn cá tra, chiều dài chuẩn để mà các anh đánh cá tra luôn nha, là 3m2, phôi của hãng Tawak nè các. Tawak dòng Okinawa Mambika nha, sử dụng phôi carbon xoắn X2 da cao cấp ạ. Phôi của cây này nó cực kỳ dày luôn nha các, phôi rất là dày, tải dây đê mắt là dây số 12 ạ. Và nếu mà căng tải mồi mà để đánh cá tra thì khoảng tầm 4-5 bi thoải mái nha, là khoảng tầm 1 kg 1 kg rưỡi nha các, 1 kg 1 kg rưỡi thoải mái luôn. Chiều dài là 3m2, độ cứng XXXH nha, 3XH cho mình ạ. Tải mồi rất là khủng cây này, và dàn khoen thì cực kỳ đẹp nha các, dàn khoen quá chất lượng luôn. Cây này thì chất lượng từ phôi cho đến dàn khoen luôn này. Dàn khoen thì sử dụng là dàn khoen titanium nha các, dàn khoen chân ca như này, khoen titanium ạ. Tất cả các khoen luôn nha, và kể cả đầu vu đều nguyên zin nguyên bản thôi còn hết. Và bát thì sử dụng là dạng bát Fuji Gold, một cái là chống trượt này các, và một cái là cố định máy. Cánh tay cầm cánh mút dài ạ, cầm rất là chắc tay. Phôi carbon cao cấp cho nên là nó dày để săn hàng, nhưng mà nó cũng tương đối nhẹ nha các, chỉ 560 gram thôi. Cái này các anh đánh tra dầu này, cho bò câu hồi dịch vụ đánh săn hàng, hoặc là mình câu bạch bãi đánh ngâm ba tiêu săn hàng thoải mái luôn nha, cần bao khỏe. Đọt to 3 ly 6 ạ. Đọt 3 ly 6. Cái này thì thị trường hiện tại đang bán tầm 2 triệu 3, 2 triệu 4 đổ lên nha các. Còn em thì đang để giá để mà canh tiếp cận mình trải nghiệm thử, cho nên là giá nó sẽ tốt hơn nha. Giá sẽ được tốt hơn, 1 triệu 950 nghìn cái này. 1 triệu 950 nghìn cái này nha các. Và tặng kèm cho các anh là một cái túi nha, một cái túi để mà mình đựng cần này. Tặng kèm một cái túi xịn xò luôn, fishing spot luôn, để các anh đựng cần nha. Mã cuối cùng, mã số 15, giá là 1 triệu 950 nghìn ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.